Xem trực tiếp đội tuyển nữ Việt Nam và Tây Ban Nha diễn ra ngày 14 tháng 7 đang là thông tin được người hâm mộ quan tâm. Tuy nhiên, theo thông báo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Tây Ban Nha diễn ra theo hình thức đấu kín. Điều này đồng nghĩa với việc cổ động viên không được vào sân theo dõi và cũng không có tín hiệu truyền hình trực tiếp trận đấu. Điều này không bất ngờ bởi trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Tây Ban Nha được xếp lịch vào ngày 14 tháng 7, chỉ một tuần trước khi World Cup 2023 khai mạc. Đây là thời điểm các đội bóng, đặc biệt là những đội mạnh có khả năng tiến sâu hoặc cạnh tranh ngôi vô địch như Tây Ban Nha cần bảo mật thông tin. Đội tuyển nữ Tây Ban Nha, hạng 5 thế giới, được đánh giá là đối thủ sẽ mang đến nhiều khó khăn cho đội tuyển nữ Việt Nam, hạng 32 thế giới. Tây Ban Nha sở hữu ngôi sao xuất sắc nhất của bóng đá nữ thế giới thời điểm hiện tại là Alexia Putella, quả bóng vàng, đồng thời là chủ nhân giải thưởng FIFA The Best dành cho nữ 2 năm liên tiếp. Đội tuyển nữ Tây Ban Nha tham dự World Cup nữ 2023 với lực lượng không phải mạnh nhất. Nhiều cầu thủ của đội bóng này quyết định bỏ đội tuyển quốc gia do mâu thuẫn với huấn luyện viên trưởng và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Dù vậy, trình độ của đội tuyển nữ Tây Ban Nha vẫn vượt trội so với đội tuyển nữ Việt Nam. Hôm nay, 11 tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển từ Napier về Auckland, nơi đóng quân chính của đội trong thời gian tham dự World Cup 2023.